Chào tất cả các bạn đã đến với video bài tập của mình, và mình là Thu Trang, sinh viên năm 2 của đại học EDX. Trong video ngày hôm nay, chúng ta đã đến với buổi thứ 12 của bộ môn For Good or Excellent. Chúng ta đã là một chặng đường dài để chúng ta học tập để hiểu thế nào là For Good, thế nào là một sự tập trung và keyword trong môn học của mình. Đó là keyword quan sát mà bọn mình đã học suốt trong những buổi đầu 5 đến 6 buổi để chúng ta học về keyword đấy. Và để chúng ta hiểu hơn về thế nào là sự tuyệt hảo, phấn đấu cải tiến trong cuộc sống của mình cũng như là trong cả cách sống của mình nữa. Vậy thì với buổi thứ 12 ngày hôm nay của môn học này thì thầy đã cho bọn mình chơi một trò chơi, đó là bọn mình sẽ đưa từng người sẽ lần lượt đứng lên và chia sẻ về cái kiến thức mà mình đã học được ở trong bộ môn này. Thì mình nhận thấy rằng với mỗi người, tức là với mỗi các bạn thì cũng sẽ có những cái kiến thức riêng, tức là mỗi người sẽ có những cái ấn tượng về những phần kiến thức. Tuy nhiên mình chắc chắn một điều rằng là tất cả các bạn những kiến thức thầy dạy thì chúng ta đều nhớ, nhưng có phần là chúng ta chưa nhớ một cách ấn tượng mạnh, và cũng như là chúng ta chưa đưa vào được thực tế, cho nên là phần kiến thức chúng ta còn hơi khô khan khi mà chúng ta chia sẻ, cũng như là chúng ta chưa có được những cái áp dụng sâu vào thực tế, áp dụng cho cuộc sống của mình để chúng ta có thể nhớ hơn, và cũng như có thể vận hành thế nào để có thể đưa cái môn Focus on Excellence trở thành một cái chìa khóa để chúng ta hướng đến sự thành công, cũng như là để mở ra một cái cơ hội mới của mình trong cái cuộc sống cũng như là trong cái xã hội hiện nay, khi mà chúng ta cần rất nhiều sự sáng tạo. Và trong cái sự sáng tạo đấy, nó chính là cái sự tuyệt hảo, việc chúng ta phải cải tiến không ngừng tất cả những thứ kiến thức mà chúng ta có, tất cả những thứ công việc chúng ta đang làm, để chúng ta có thể hướng tới một cuộc sống có thể nói nó là trong những triết lý thầy đã dạy, đó triết lý Himalaya. Việc chúng ta không ngừng cải tiến thì sẽ giúp chúng ta hướng đến một triết lý sống, đó là một cuộc sống thành thơi. Vậy thì với mình trong buổi ngày hôm nay thì mình cũng đã học được gì? Mình cũng đã lên chia sẻ một trong những cái bài học mà mình thấy ấn tượng với mình, cũng như là để lại sâu sắc hơn nhất trong mình, cũng là về việc chúng ta xây dựng đức tin và niềm tin cho chính mình. Trong những video trước thì mình cũng đã chia sẻ, như mình là một người con đi theo đạo Thiên Chúa thì mình cũng thấy rằng việc xây dựng đức tin là một điều quan trọng. Mình sẽ giải thích một chút lại về đức tin. Thì đức tin đó là một thứ mà chúng ta không thể giải thích được, nó chỉ là một cái niềm tin sâu bên trong chúng ta, và chúng ta khi chúng ta xây dựng được thì chúng ta sẽ có được, đó chính là cái sự mãnh liệt, cái sự bản lĩnh, sự tin tưởng vào chính bản thân mình, mà chúng ta không còn bị những cái gọi là như là nghi ngờ bản thân, những cái thói quen bỏ cuộc gây ra, đặc biệt là chính là cái nghi ngờ bản thân dẫn đến chúng ta không dám làm việc gì và khiến cho chúng ta mất niềm tin vào bản thân, và làm việc gì cũng khó mà chẳng xong. Khi mà chính bản thân mình không tin tưởng thì làm sao mà chúng ta có thể tin tưởng vào mọi người xung quanh, và cũng như tin tưởng vào công việc mình làm. Thiếu đi niềm tin, thiếu đi tin tưởng thì chúng ta đâu còn cái dũng khí để mà làm việc, đúng không ạ? Đấy là một trong cái mà mình cũng đã chia sẻ tới cho các bạn. Và ngày hôm nay mình cũng đã ôn lại rất là nhiều kiến thức. Mình thấy rằng với 12 buổi học thôi nhưng mà bọn mình cũng đã được học rất là nhiều. Những cái mà chúng ta có thể nói rằng là nó chưa hẳn là sẽ đi sâu được vào trong đầu, nhưng mà khi chúng ta đụng đến thì chúng ta sẽ nhớ được. Thì ở trong video này thì mình cũng sẽ tóm tắt qua về những cái kiến thức mà mình cũng đã học được trong suốt 12 buổi học trước. Thì đầu tiên mình muốn nhắc lại cho các bạn là từ khóa của sự quan sát. Và với quan sát này thì chúng ta phải phân ra được, chúng ta phải có sự cải tiến, tức là mở rộng. Nó không chỉ là quan sát mà chúng ta có thể mở rộng cái từ này theo nhiều hướng khác nhau, theo những cái phương pháp tư duy mà chúng ta đã được học, ví dụ như phương pháp tư duy phản biện, sự phân tích, sự logic, hay phương pháp so sánh, hay phương pháp mở rộng đối tượng chẳng hạn. Thì với từ quan sát thì chúng ta sẽ có những từ ví dụ như tập trung quan sát, lắng tâm quan sát một cách tỉ mỉ, thì đấy nó là những cái khái niệm rất là khác nhau mà chúng ta cần phải biết phân biệt, để tránh việc khi mà chúng ta quan sát mà chúng ta không có mục tiêu. Mình lấy ví dụ như cái việc chúng ta tập trung quan sát chẳng hạn. Tập trung quan sát ở đây tức là chúng ta sẽ quan sát vào một đối tượng nhất định, chứ không phải là ở ví dụ như ở trong lớp học chúng ta quan sát tất cả mọi người. Cái việc quan sát đấy sẽ không cho chúng ta được thông tin cả, chúng ta chẳng học được gì. Chúng ta quan sát người kia đang bấm điện thoại, hay là người kia đang ngủ, hay là người bạn của mình đang ngồi không có chăm chú vào việc học, đang ngắm trời ngắm đất ngắm mây, thì cái việc quan sát đấy chẳng có ích gì cả. Mà việc quan trọng chúng ta phải tập trung quan sát đấy, tức là chúng ta nhìn vào một cái đối tượng nhất định, và khi chúng ta nhìn vào cái đối tượng đấy chúng ta nhận lại được cái thông tin gì. Ví dụ như chúng ta nhìn vào thầy, người thầy của mình thấy đang giảng dạy kiến thức như thế nào, thì chúng ta có thể mở rộng bộ não của mình, chúng ta tập trung vào đấy, chúng ta tập trung vào những kiến thức thầy đang giảng dạy, thì kiến thức đấy sẽ đi vào đầu chúng ta. Tuy nhiên có một cái hôm nay thầy cũng đã nhắc tới cho mình, đó là cái việc mà khi chúng ta tập trung quan sát thì tập trung nó cũng là một cái khái niệm riêng. Nếu khi mà chúng ta phân ra tập trung thì nó sẽ khác với quan sát. Cái quan sát thì sẽ cho chúng ta một cái đánh giá, cũng như là cái việc quan sát nó sẽ có thể nói nó sẽ là những
nhá. Gì đấy chúng ta đang nghe về một cái việc nào đấy, thì cái việc tập trung trung bình con người chúng ta chỉ có thể tập trung được 5 đến 10 phút thôi. Mà nếu như chúng ta để cho não bộ liên tục căng thẳng như thế trong một cái thời gian dài, mặc dù chúng ta có thể hoàn thành tốt công việc đấy, nhưng mà khi nhìn nhận lại thì cái bản thân mình cảm giác rất là mệt mỏi. Chúng ta có thể bị ảnh hưởng về sức khỏe, ảnh hưởng về tinh thần khi mà bộ não mình lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cao độ để có thể tập trung vào một cái vấn đề nào đấy. Thì cái việc quan sát cũng là quan trọng để chúng ta có thể nhận ra, đó là khi chúng ta nhìn nhận vào một cái vấn đề nào đấy, khi mà chúng ta thực sự để cho bản thân mình, như trong video trước mình đã chia sẻ, là chúng ta để cho bản thân mình giống như cái quan sát đi và tiềm thức ấy, là chúng ta sẽ để cho bản thân một sự thư giãn nhất định. Chúng ta luôn có những cái suy nghĩ tích cực và chúng ta không có những cái phản ứng ngược. Tức là khi chúng ta được đón nhận cái thông tin nào đấy, thay vì chúng ta đặt ra những câu hỏi, thay vì chúng ta có những cái ý kiến chống đối, thì chúng ta hãy quan sát trong cái sự thư giãn mà không có những cái suy nghĩ đối nghị xung quanh, thì việc chúng ta tiếp nhận thông tin thì sẽ dễ hơn. Và khi mà chúng ta nhận ra được điều như vậy, chúng ta không có những cái suy nghĩ phản ngược, tức là trong việc quan sát chúng ta sẽ bị hai cái chi phối, thứ nhất đó là ý thức chủ quan, thứ hai là hiện thực khách quan. Chúng ta phải biết phân biệt được hai cái này, nó không sẽ nhập nhằng với nhau. Ý thức chủ quan là từ bên trong chúng ta và hiện thực khách quan là từ bên ngoài. Chúng ta phải xác định giữ hai cái, giống như cái việc khi mà chúng ta nhìn thấy một người bạn nào đấy của mình đang làm bài chẳng hạn, nhưng mà bạn ấy lại làm bài theo cách đó là bạn ấy tra trên một trang web nào đấy mà chính bản thân mình cũng không biết. Nếu như là cái hiện thực khách quan chỉ đơn giản là bạn ấy đang học bài thôi, nhưng với cái ý thức chủ quan mình sẽ nghĩ rằng hẳn bạn ấy có thể lên web và bạn đi quay code, bạn đi chép bài hay là gì đấy. Thế là cái ý thức chủ quan xảy ra trong chúng ta, và trong cuộc sống của chúng ta sẽ gặp vô vàn những cái việc như vậy. Chúng ta luôn bị suy diễn trước những hành động và trước những cái lời nói của người khác. Ví dụ như một cái hành động người ta chỉ là vô ý vô tình thôi, hay đấy đó là những cái hành động người ta vẫn thường làm như vậy. Tuy nhiên lần đầu mình tiếp xúc, mình không biết và mình cho rằng người ta có ý đồ không tốt với mình, thì cái việc mà chúng ta không phân biệt được cái ý thức chủ quan, không phân biệt được cái hiện thực khách quan, nó sẽ ảnh hưởng rất là xấu tới chúng ta, kể cả trong cảm xúc cũng như là trong cái suy nghĩ, nhận xét, đánh giá của mình. Cho nên là cái việc chúng ta thực sự là quan sát là phải biết phân biệt được hiện thực khách quan và ý thức chủ quan. Hãy nhìn nhận mọi thứ theo hiện thực khách quan trước, rồi sau đấy chúng ta sẽ dành những cái trải nghiệm, những cái đánh giá, những cái suy nghĩ của mình để chúng ta có thể cân nhắc về vấn đề đấy. Chúng ta đánh giá về vấn đề đấy khi mà chúng ta thực sự là chúng ta có thời gian để chiêm nghiệm và để có thể đạt được tới gọi là chúng ta tìm được ra cái điểm đấy. Thì có một cái kiến thức quan trọng nữa là chúng ta sự lắng tâm quan sát. Khi mà chúng ta biết lắng tâm quan sát thì chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn, tức là chúng ta sẽ không có bị những cái bộ trồ, những cái suy nghĩ nhanh. Có những người họ có tâm lý rất là nhanh, và khi họ nhìn một cái hành động, họ nghe một lời nói, họ nhìn thấy một cái việc gì đấy, họ sẽ lập tức suy ra, đánh giá thế này, suy diễn thế kia, thì việc đấy sẽ ảnh hưởng rất là xấu và nó có thể dẫn đến cho chúng ta có những cái lời nói không đúng, hay chúng ta còn sẽ có những cái hành vi sai chuẩn mực. Nên cái việc lắng tâm quan sát đó là chúng ta sẽ trầm lại một chút, tĩnh lặng lại một chút trong bản thân mình, để bản thân mình có thể chậm chậm lại một chút để nhìn nhận và đánh giá mọi việc xung quanh theo một cái hướng gọi là có cái sự sâu sắc hơn, thay vì là những cái suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu chúng ta, và thậm chí đôi khi là chúng ta bị can thiệp bởi cảm xúc nữa. Nếu như chúng ta không phân biệt được, không tách rời được cảm xúc và lý trí, thì chúng ta sẽ khiến cái công việc của mình nó không trở nên tốt và nó sẽ theo cái chiều hướng xấu đi. Thì cái việc trong cái việc chúng ta quản lý cảm xúc nữa cũng là một cái điều rất quan trọng trong việc của chúng ta để học cách là quan sát. Thì đấy là một trong những cái kỹ năng mà mình đã chia sẻ với cho các bạn. Và trong bạn buổi những chương trình buổi sau thì mình còn được học thêm nữa là về cái intelligible. Intelligible ở đây là để cho chúng ta xây dựng cái wisdom của mình, tức là cái sự minh triết. Sự minh triết đây được xây dựng bằng cách đó là chúng ta học tập và làm việc. Nhưng phải học tập và làm việc như thế nào? Học tập và làm việc ở đây có nghĩa là chúng ta có thể khi chúng ta được dạy một cái công việc nào
cái giá trị, đó là cái sự sáng tạo để có thể đem được cái giá trị tốt nhất trong cuộc sống, cũng như là chúng ta đem được giá trị cho xã hội. Thì cái việc intelligible là một cái để chúng ta có thể học tập và chúng ta ghi nhớ, rèn luyện và xây dựng cái wisdom của mình. Đấy thì là một trong những cái kiến thức vừa rồi. Và một cái nữa là mình muốn chia sẻ tới cho các bạn, anh như mình cũng đã nói đầu video, đó là việc đức tin và niềm tin và biến nó thành sự thật. Mình luôn trước đây mình đã có những cái lần đôi lần mình nghi ngờ bản thân mình, có những cái sự tiêu cực, mình không có niềm tin vào chính bản thân mình. Trước mỗi việc thì mình luôn luôn đó là cái sự sợ hãi. Vậy thì việc mình có những cái hành động như vậy đã khiến cho mình tổn mất cơ hội rất là nhiều. Mình không có dám giao tiếp trước đám đông, mình không dám nói chuyện với mọi người, mình không có dám phát biểu. Đấy là một trong những cái khiến cho mình tổn mất cơ hội và mình không có được cái giá trị cho bản thân mình, tức là mình không có khẳng định được bản thân mình ấy. Vì vậy mà mình thấy cái việc xây dựng đức tin, tức là chúng ta luôn tin được vào bản thân mình rằng là mình là một người tài giỏi chẳng hạn, hay mình là một người giỏi về một cái lĩnh vực nào đấy. Thì khi chúng ta có đức tin như vậy, chúng ta sẽ học cách, đó là chúng ta rèn luyện, chúng ta học tập, chúng ta làm mọi cách để chúng ta biến nó thành một cái niềm tin. Khi nó đã trở thành niềm tin thì nó sẽ là sự tự hào, sự tự hào sẽ đem lại cho chúng ta sự hạnh phúc. Chúng ta tự hào về những giá trị chúng ta có và chúng ta biết biến cái niềm tin đấy nó trở thành một cái sự thật. Giống như bạn có tự tin rằng bạn sẽ trở thành một người giàu có, vậy thì bạn làm sao để trở thành một người giàu có? Bạn sẽ tìm cách kiếm tiền. Vậy kiếm tiền như thế nào? Kiếm tiền một cách lao động. Thì lao động như thế nào? Lao động bằng những cái tri thức của mình và những cái cách mà có thể giúp chúng ta có được tiền bằng một cách chân chính nhất. Thì như vậy khi mà bạn biến nó thành sự thật, nó sẽ được chứng minh thông qua tài sản của bạn, số tiền bạn đang có, chiếc xe hơi của bạn hay là chiếc nhà mà bạn đang sở hữu. Thì như vậy cũng thể phần nào đi, giống như kiểu chúng ta có đức tin trở thành một người giàu, chúng ta biến nó thành sự thật và những cái hiện diện chúng ta thấy được trong cuộc sống, thì là một trong những cái đức tin biến thành niềm tin và biến thành sự thật sẽ giúp cho bạn có thể tự tin hơn bước trên con đường của mình và biết được rằng là từng bước đi trong tương lai là như thế nào. Thế nhưng như trong cái chiếc bánh kimase thì mình đã chia sẻ, để chúng ta hướng đến cái sự hạnh phúc và trọn vẹn như vậy, để chúng ta có thể có cái đức tin như thế, chúng ta biến thành niềm tin và sự thật. Vậy thì cái đi theo chúng ta cả cuộc đời là gì? Thì chúng ta hãy nhìn nhận lại sâu bên trong cái tâm thức của mình, cái tâm thực sự của mình. Một cái là cho chúng ta có thể sống một cuộc sống thành thơi, cũng như chúng ta có thể sống một cuộc sống rất là an nhiên, tự tại, vô tư, vô lo. Đó chính là cái sự là giữ tâm tin. Và đó là một cái rất là hay trong cái triết lý mà C, và cũng là một triết lý để chúng ta có thể theo đuổi trong cuộc sống. Cái sự tâm thiện ở đây mình sẽ giải thích đơn giản, đó là chúng ta không làm những việc lợi mình hại người, chúng ta sẽ làm những việc tốt, chúng ta có thể chia sẻ yêu thương và chúng ta có thể đem lại lợi ích cho bản thân mình. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cân nhắc, đắn đo và quan sát những người xung quanh họ có bị ảnh hưởng gì bởi những cái lợi ích mà mình đang ích kỷ dành cho bản thân mình hay không. Chúng ta không chỉ quan sát mọi người xung quanh mà chúng ta hãy quan sát lại bản thân mình thông qua những cái hành động như vậy nữa, để cho chúng ta có thể biết được rằng cái thứ chúng ta hướng đến đó là một cái tâm thiện, đó là một cái tâm tốt, chúng ta sống không hại người. Thì đấy là một trong những cái để cho chúng ta sống cuộc sống chúng ta không bị cắn rứt lương tâm, nhưng mà cắn rứt tâm thực sự rất là đau khổ khi mà bạn làm công việc đấy. Giống như chúng ta có thể thấy như là những việc trái phép, phạm pháp và thậm chí là vi phạm luật dân sự, hình sự, ví dụ như kiểu buôn ma túy hay là những cái buôn bán lương tâm, đó là những công việc thực, đó là những việc thực sự rất là vô đạo đức, mà nếu mà có ai làm được thì chắc chắn sau này họ sẽ rất là dai dứt trong lòng mình. Đấy là cái việc mà chúng ta hiểu là rõ thôi. Còn chúng ta trong cuộc sống đôi khi chúng ta sẽ có những cái hành động và cái lời nói chúng ta sẽ thấy rất là vô tư, chúng ta nói ra rất là bình thường thôi, nhưng mà nếu chúng ta thiếu đi sự quan sát thì chúng ta sẽ không biết rằng đó là có khi những cái lời nói của mình đang ảnh hưởng tới tâm tư của người khác, cảm xúc của người khác, cũng như ảnh hưởng tới công việc của họ. Vì vậy mà trong cái việc chúng ta muốn biết lắng tâm quan sát thì chúng ta hãy giữ cho mình một cái tâm thiện nhất để chúng ta có thể xây dựng trong cái lối sống của mình và trong cách sống của mình. Bởi vì việc chúng ta chọn, chúng ta không thể lựa chọn chúng ta trở thành một người thông minh hay như thế nào cả, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn, đó là chúng ta có thể trở thành một người tốt, một người sống tử tế. Đó là chắc chắn đó là điều chúng ta có thể lựa chọn được. Thì mình mong là giúp cho mình và chúng ta trong xã hội chúng ta sẽ xây dựng một cuộc sống như thế, thì mọi người chúng ta sẽ có được sự hạnh phúc trao cho nhau hơn mỗi ngày. Và cái cuối cùng mình muốn đề cập đây đó là cái sự remit, sự remit trong cái triết lý, trong cái bài học môn học Focus on Excellence của Cục Quan Trọng. Cái việc
chúng ta biết cách tiết kiệm tiền sau một thời gian dài, chúng ta để 10 năm, 20 năm thì số tiền đấy thực sự rất lớn. Hay như chúng ta biết tích lũy tri thức cho mình cũng vậy. Thì đó cũng là một cái để chúng ta về sau chúng ta có thể chia sẻ được tới cho mọi người, cũng như chúng ta đúc kết được trong kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Và bên cạnh đó, những cái ký ức mình vừa chia sẻ thì cũng có những cái ví dụ như là những cái phương pháp ghi nhớ, cái quy trình chúng ta hướng đến sự kiện hạ lượng know, think, do, review, rất là nhiều kiến thức mà mình cũng rất muốn chia sẻ cho các bạn. Và cũng như trong video trước mình đã chia sẻ, nên là rất mong nếu như là các bạn muốn chúng ta có thể chia sẻ cho nhau sâu hơn về cái chủ đề nào thì các bạn hãy cứ bình luận bên dưới hoặc cho mình biết thông qua video này, nhận xét video của mình, để mình mong muốn chúng ta có thể bàn luận sâu hơn về cái những cái chủ đề chúng ta học, những bài học, những keyword chúng ta được học trong bộ môn Focus on Excellence, để bộ môn này thực sự trở thành một chìa khóa trong cái trong cuộc sống hiện tại hiện nay, trong cái thế kỷ 21 mà chúng ta đang học. Thời đại 5.0 đang tiến lên rất là nhiều, nếu như chúng ta không có sự cải biến đổi mới, không biết đến sự tuyệt hảo, không có những sự thay đổi thì thực sự chúng ta sẽ bị lùi lại, chúng ta sẽ đứng sau mọi người, đi chậm lại so với thời đại. Vậy mong rằng chúng ta sẽ rèn luyện những cái bài học đấy, chúng ta đưa nó vào những cái thực sự đó là những cái trải nghiệm của mình, để đúc kết cho nó thành cái tri thức của mình, thì cái bộ môn này sẽ trở thành một chìa khóa rất là lớn lao cho chúng ta học tập, làm việc và xây dựng nên con người của chính mình. Cảm ơn các bạn.